Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong những cái video trước thì em đã giới thiệu với các bác rất là nhiều cái dòng Gian XKSL2. Thế thì tại sao lại có chữ 2? Thế thì chắc chắn là phải có chữ 1. Và bây giờ đúng trong video này, em mới về một chiếc Gian XKSL1. Và Gian XKSL1 thì nó khác cái Gian XKSL2 ở những điểm nào và nó cao cấp hơn ở những điểm nào? Thì thông thường theo như giá bán của hãng thì Gian XKSL2 mới nó vào tầm khoảng 9 triệu rưỡi, 9 triệu 8 tùy từng nơi bán. Còn Gian XKSL1 thì nó vào tầm khoảng 13 triệu rưỡi. Thế thì ở đây nó đắt hơn khoảng gần 4 triệu đồng. Thì chúng ta sẽ nhận được cái gì? Và cấu hình nó cao hơn SL2, SL1, Gian XKSL1 cao hơn SL2 ở những điểm gì? Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết. Nhân tiện đây em có một con xe Gian XKSL1 mới về và mời các bác tham quan. Vâng, đây là tổng thành chiếc xe đạp Gian XKSL1. Thì trong kênh của em từ trước cái giờ thì em đã review rất là nhiều cái chiếc xe đạp Gian XKSL2. Thế thì đương nhiên nó phải còn một. Thì đây các bác đang nhìn thấy tổng thành chiếc Gian XKSL1 đây. Thì SL1 nó có những cái gì khác biệt và cao cấp hơn SL2 để dẫn tới là cái giá bán của nó cao hơn SL2. Thì hôm nay em sẽ đánh giá và so sánh cái chi tiết cái chiếc Gian SL1 này so với chiếc SL2. Về phần yên thì em đánh giá là cũng giống yên của SL2, cũng là yên Gian, cọc yên là bẹt một bên để không chống xoay. Đấy, chỉ có một chiều thôi. Đằng trên khung thì chúng ta vẫn có mã vạch để check code của check code nhà sản xuất của hãng. Trên khung thì chúng ta thấy là một cái dòng chữ là SL, Gian XKSL. Đấy, không như con XK1 thì nó chỉ có chữ XK thôi, nó không chữ SL đây. Gian XK, dòng XKSL thì nó có chữ SL. Và trên khung thì nó sẽ có chữ Gian 1. Nếu mà là SL2 thì nó có chữ Gian 2. Đấy, còn là chiếc xe này size là size S. Phù hợp với các bác từ 1m62, 1m60 cho đến 1m72-75. Thì về cấu hình thì chiếc này được trang bị một cái bộ gạt đĩa Anivio, một cái đè lip cũng Anivio và một tay bấm Anivio. Thì nó sẽ cao cấp hơn SL2 ở những cái gì dẫn đến giá bán nó cao hơn? Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó là một cái bộ đùi đĩa Shimano. Thì ở trên SL2 thì nó là cũng đùi đĩa nhưng mà nó chỉ là 2 tầng thôi. Còn ở SL1 này nó là 3 tầng và nó là của Shimano. Còn ở SL2 nó chỉ là đùi đĩa 2 tầng. Đó. Gạt đĩa của SL2 cũng chỉ gạt đĩa Tourlay thôi. Còn của SL1 thì nó là Alivio, cao cấp hơn Tourlay rất là nhiều. Cao Alivio nó cao hơn Tourlay này. Tourlay xong mới đến Antut này, xong mới đến Acera này, xong mới đến Alivio này, tức là cao hơn Tourlay 3 bậc. Đấy, Alivio nó cao hơn Tourlay 3 bậc. Và đằng sau cũng thế, là bộ đề Alivio cao hơn Tourlay của SL2 tới 3 bậc. Và cái lip đằng sau của con SL2 thì nó chỉ có 8 tầng thôi. Còn con SL1 nó là tận 9 tầng. Và chúng ta có thể tính được là 3 tầng đĩa và 9 tầng lip thì cho chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau. Còn Gian XKSL2 thì chỉ có 16 tốc độ thôi. Vành của chiếc xe là vành 700C nhân 28, quả lốp 28C. Vành Meyer là Meyer phanh đĩa. Rất là bon. Đó là cái sự khác biệt chính. Càng của chiếc xe vẫn là càng nhôm. À, và cái sự khác biệt nữa đó là Gian XKSL1 thì được trang bị một bạch, một đôi cặp bánh vành là bi vòng, còn XKSL2 chỉ là bi hạt thôi. Thế là XKSL1 thì là bi vòng. Đó, thì những cái chi tiết đó thì nó sẽ dẫn tới là cái giá bán của chiếc xe SL1 nó cao hơn chiếc xe Gian XKSL2. Đây là phanh dầu, cũng là phanh dầu của Shimano. Và trên tay bấm thì chúng ta có tay bấm chuyển số 9 tầng của Alivio, Shimano Alivio. Còn ở SL2 chỉ có 8 tầng thôi. Đấy, nó cao cấp hơn. Ghi đông phốt cọc thì vẫn là của Gian. Bên này là 3 tầng cho chuyển đĩa. Về phần sơn của chiếc xe là đen nhám, tem màu xanh toàn bộ. Sơn thì em đánh giá từ nãy giờ không thấy một vết xước nào lớn. Sơn đẹp 90%. Size là size S.
gạt đĩa Anivio, bộ đổi đĩa Shimano. Mayer là Mayer bi vòng đằng trước. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận. Nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943 và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.